Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con tu nữ tỉnh hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý giáo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 82 Kinh Ratthapala, Ratthapala Sutta, phân đoạn 392 đến 398 sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Và giờ đây thì chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc lại tam bảo. Nam mô Bất Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Và bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh, bài 81, Kinh Gatikara, Gatikara Sutta, phân đoạn 392 đến 398, sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Và giờ đây thì chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu, từ bi dẫn nhập pháp thoại ngày hôm nay. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ tam bảo Phật Pháp Tăng. Kính chào Thế Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh khá dài. Bài kinh này cho chúng ta một câu trả lời về một người xuất gia trẻ tuổi. Tôn giả Ratthapala là con một trong một gia đình giàu có ở tại thôn Lá có thể tạng có thể cắt khó khăn lắm, tôn giả mới xin mẹ cho xuất gia, chẳng bao lâu ngài chứng quả là hắn. Trong một lần về thăm quê hương, thì vua Koroyak đã đến và hỏi nguyên nhân gì mà ngài xuất gia
trong khi Ngài chưa già, chưa bệnh, Ngài có quý thuộc đông và có tài sản nhiều. Thì Ngài Rathapala, Ngài đã trả lời bốn sự kiện mà đã được nghe Đức Phật thuyết. Bốn sự kiện đó là bản chất của cuộc đời. Ngài Rathapala đã trả lời như thế nào cho Đức Vua Koroya nghe về lý do mà Ngài đi xuất gia? Chúng ta sẽ được nghe giảng bài học ngày hôm nay do Thượng Tọa Phật Đăng nhưng mà vì bài kinh quá dài cho nên có thể là chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để chúng ta đọc. Đến 9:30 chúng ta mới xong. Vậy do đó cái thời gian và Thượng Tọa giảng sư giảng giải thì chúng ta có thể là trình bày những cái điểm thiết yếu, những cái điểm then chốt trong bài kinh, như là bốn cái sự suy vong ở trong cuộc đời và bốn cái bản chất của cuộc sống mà Ngài Rathapala đã giảng giải. Chúng ta không cần đi sâu vào cái tình tiết mà Ngài đã xin cha mẹ đi xuất gia. Bây giờ thì xin mời, trước hết xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh. Tịnh Hạnh đọc cho bài kinh ngày hôm nay, sau đó xin cùng Tịnh Thượng Tọa đang giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú làm thay, chúng con thành kính tri ân tòa tề siêu đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Và bài học hôm nay Trung Bộ Kinh, bài kinh 82, kinh Rathapala, Rathapala Sutta, phân đoạn 392 đến 398. Bài kinh kể về một thanh niên tên Rathapala, lại một câu chuyện mang nhiều kịch tính, cũng như bài trước số 81, chứa đựng rất nhiều những chi tiết thú vị và đầy ý nghĩa đẹp. Hình ảnh của Rathapala là một tiêu biểu cho ý nghĩa của cụm từ thiện gia nam tử, cứu lá bút tá, thường được thấy trong kinh. Rất nhiều những người như vậy tìm thấy trong dòng lịch sử Phật, ngay từ thở ban sơ, tuổi trẻ, sức khỏe, khang kiện, trình độ hiểu biết của hàng tri thức, phát tâm dũng mãnh từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng cầu đạo ngộ giải thoát. Đoạn 392. Phát tâm xuất gia khi đời còn nhiều hoa mộng. Một con người có tất cả nhưng từ bỏ tất cả. Kinh văn, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Cú Rú cùng với đại chúng tỷ kheo và đi đến một thị trấn của dân chúng Cú Rú tên là Thôn Lá Cốt Lít Thí Tá. Các bà la môn gia chủ ở Thôn Lá Cốt Thí Tá được nghe như sau. Sa môn Gotama là Thích Tử, tôn giả xuất gia từ dòng họ Sakya, du hành giữa dân chúng Cú Rú, nay đã đến Thôn Lá Cô Thí Tá với đại chúng tỷ kheo. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được nói lên về tôn giả Gotama. Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài thắng trí tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và người,
Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ và giới thiệu đời sống phẩm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà La Môn, gia chủ ở thôn lá Cô Thi Tá, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên, một số người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, một số người yên lặng rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn với pháp loại thoại khích lệ làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị bà la môn. Gia chủ ở thôn lá Cô Thi Tá đang ngồi một bên. Lúc bấy giờ, một thiện nam tử tên là Ratthapala, con trai một gia đình thượng tộc ở chính tại thôn lá Cô Thi Tá ấy, đang ngồi trong hội chúng này. Rồi thiện nam tử Ratthapala suy nghĩ như sau: Như ta được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành thập phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi các bà la môn, gia chủ ở thôn lá Cô Thi Tá, sau khi được Thế Tôn pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho sau khi hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Thiện nam tử Ratthapala, sau khi các bà la môn gia chủ ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, thiện nam tử Ratthapala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn bạch Thế Tôn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, cho con thọ đại giới. Nhưng này Ratthapala, ông có được cha mẹ bằng lòng cho ông xuất gia chưa? Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bằng lòng cho con xuất gia. Này Ratthapala, Như Lai không có cho ai xuất gia nếu không được cha mẹ người ấy bằng lòng. Như vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ làm những gì cần thiết để cha mẹ bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đoạn 393, đã quyết tâm thì phải được. Đã tìm được đạo vô thượng thì không có lựa chọn nào khác, cho dù có sự ngăn trở của gia đình, xã hội. Kinh văn: Rồi thiện nam tử Ratthapala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi, đi đến cha mẹ. Sau khi đến liền thưa với cha mẹ: Thưa mẹ và cha, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hãy bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói như vậy, cha mẹ thiện nam tử Ratthapala nói với thiện nam tử Ratthapala: Này con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthapala, con không biết gì về đau khổ. Này con thân yêu Ratthapala, hãy đến ăn, hãy uống và hãy ăn chơi. Ăn, uống, ăn chơi, con có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ hai, lần thứ ba, thiện nam tử Ratthapala thưa với mẹ cha: Thưa mẹ và cha, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp,
Thời sống tại gia thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hãy bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ ba, cha mẹ thiện nam tử Ratthapala nói với thiện nam tử Ratthapala: Này con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc nhất của mẹ cha, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthapala, con không biết gì về đau khổ. Này con thân yêu Ratthapala, hãy đến ăn, hãy sống và hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, con có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho được sự con xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi thiện nam tử Ratthapala không được cha mẹ cho xuất gia, liền ngay tại ấy nằm xuống trên đất trần và nói: Ta sẽ chết ở đây hay được xuất gia? Rồi thiện nam tử Ratthapala nói với thiện nam tử Rồi cha mẹ thiện nam tử Ratthapala nói với thiện nam tử Ratthapala: Này con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthapala, con không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy. Này con thân yêu Ratthapala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, con có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói vậy, thiện nam tử Ratthapala giữ im lặng. Lần thứ hai, lần thứ ba, cha mẹ thiện nam tử Ratthapala nói với thiện nam tử Ratthapala: Này con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthapala, con không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy. Này con thân yêu, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, con có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ ba, thiện nam tử Ratthapala giữ im lặng. Rồi cha mẹ thiện nam tử Ratthapala liền đi đến các thân hữu của thiện nam tử Ratthapala và nói: Này các thân hữu, thiện nam tử Ratthapala nằm trên đất trần và nói: Ở đây ta sẽ chết hay được xuất gia? Này các con thân mến, hãy đi đến thiện nam tử Ratthapala. Sau khi đến, hãy nói với thiện nam tử Ratthapala: Này bạn Ratthapala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, bạn không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy. Bạn Ratthapala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, bạn có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm phước đức. Cha mẹ không bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn có chết đi, cha mẹ còn không muốn không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi những người bạn của thiện nam tử Ratthapala vâng lời theo cha mẹ của thiện nam tử Ratthapala đi đến chỗ thiện nam tử Ratthapala. Sau khi đến liền nói: Này bạn Ratthapala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, bạn không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy.
bàn Ratthabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi bạn có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ không bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn có chết đi, cha mẹ còn không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói vậy, thiện nam tử Ratthabala giữ im lặng lần thứ hai, lần thứ ba. Những người bạn của thiện nam tử Ratthabala nói với thiện nam tử Ratthabala: Này bạn Ratthabala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthabala, bạn không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy. Bạn Ratthabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, bạn có thể tiêu thụ, hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ không bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn chết đi, cha mẹ còn không muốn không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ ba, thiện nam tử Ratthabala giữ im lặng. Rồi các thân hữu của thiện nam tử Ratthabala đi đến cha mẹ thiện nam tử Ratthabala. Sau khi đến liền thưa mẹ và cha, thiện nam tử Ratthabala đang nằm xuống trên đất trần kia và nói: Ở đây ta sẽ chết hay được xuất gia. Nếu cha mẹ không bằng lòng cho thiện nam tử Ratthabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thờ Ratthabala sẽ chết ở tại chỗ ấy. Còn nếu cha mẹ bằng lòng cho thiện nam tử Ratthabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời cha mẹ có thể thấy Ratthabala sau khi xuất gia. Nếu thiện nam tử Ratthabala không cảm thấy hoan hỷ trong khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời Ratthabala không còn con đường nào đi khác hơn, Ratthabala sẽ trở lại ở đây. Hãy bằng lòng cho phép thiện nam tử Ratthabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các con thân mến, chúng ta bằng lòng cho phép thiện nam tử Ratthabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sau khi xuất gia cần phải về thăm cha mẹ. Rồi những thân hữu của thiện nam tử Ratthabala đi đến thiện nam tử Ratthabala. Sau khi đi đến liền nói: Này bạn Ratthabala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthabala, bạn không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy, ăn, uống và vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, bạn có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ bạn đã bằng lòng cho phép được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và sau khi xuất gia cần phải về thăm cha mẹ. Đoạn 3.9.4. Căn cơ đã chín mùi, người có mắt chỉ cần có ánh sáng là thấy được tất cả. Kinh văn: Rồi thiện nam tử Ratthabala sau khi đứng dậy, sau khi lấy lại sức lực, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thiện nam tử Ratthabala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con đã được cha mẹ cha bằng lòng cho phép con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn hãy xuất gia cho con. Và thiện nam tử Ratthabala được xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn và được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn, sau khi tôn giả Ratthabala thọ đại giới không bao lâu, nửa tháng sau khi thọ đại giới, sau khi ở lại thôn lá Kottita, cho đến khi thỏa mãn, liền khởi hành đi đến Savatthi, tuần tự du hành và đến Savatthi. Ở đấy, Thế Tôn trú tại Savatthi, Chetawana, tu viện của ông Anathapindika. Rồi tôn giả Ratthabala sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến,
tức là từ chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lui ở đời này nữa. Tôn giả Ratthabala trở thành một vị A-la-hán nữa. Đoạn 395, không quên lời đã hứa. Một chuyến trở về, nhưng không phải là hồi tục chỉ vì lời đã hứa. Kinh văn, rồi Tôn giả Ratthabala đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ratthabala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con muốn đi thăm cha mẹ, nếu Thế Tôn cho phép con. Thế Tôn với tâm của mình tìm hiểu tâm tư Tôn giả Ratthabala. Khi Thế Tôn được biết thì nam tử Ratthabala không thể từ bỏ tu học trở lại hoàng tục, liền nói với Tôn giả Ratthabala: "Này Ratthabala, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời." Rồi Tôn giả Ratthabala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về Thế Tôn. Sau khi thâu xếp chỗ ở, cầm y bát và khởi hành đi đến Thun Lá Kottita, tuần tự du hành và đến Thun Lá Kottita. Ở đây, Tôn giả Ratthabala trú tại vườn lộc uyển của vua Gorawatya. Rồi Tôn giả Ratthabala đi vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Thun Lá Kottita để thức thực. Tôn giả đi khất thực từng nhà một ở Thun Lá Kottita và đến tại nhà người cha mình. Đoạn 396, bát cháo và sa môn hạnh. Bằng lòng với thực phẩm khất thực là chánh mạng mà Đức Phật đã truyền dạy cho hàng đệ tử xuất gia, được các bậc thánh đệ tử phụng hành. Kinh văn, lúc bấy giờ, người cha của Tôn giả Ratthabala đang chải tóc ở giữa gian phòng có cửa. Người cha của Tôn giả Ratthabala thấy Tôn giả Ratthabala từ xa đi đến và nói: "Chính vì những sa môn đầu trọc này mà đứa con độc nhất của chúng ta, khả ái, dễ thương đã xuất gia." Và Tôn giả Ratthabala từ ngôi nhà của cha mình không được bố thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục. Lúc bấy giờ, người nữ tỳ thân gia của Tôn giả Ratthabala muốn quăng đổ cháo ngày hôm qua. Tôn giả Ratthabala nói với người nữ tỳ ấy: "Này chị, nếu cần phải quăng đổ cháo này, hãy đổ vào bát của tôi ở đây." Rồi người nữ tỳ trong khi đổ cháo ngày hôm qua ấy vào bát của Tôn giả Ratthabala, nhận diện được tướng tai, chân và giọng nói của Tôn giả, người tử tỳ liền đi đến người mẹ của Tôn giả Ratthabala. Sau khi đến nói với người mẹ của Tôn giả Ratthabala: "Thưa Tôn Mẫu, Tôn Mẫu có biết chăng cậu ấm Ayyaputta Ratthabala đã trở về? Nếu ngươi nói đúng sự thật, ngươi sẽ được thoát khỏi phận mất tỳ." Rồi mẹ của Tôn giả Ratthabala đi đến cha Tôn giả Ratthabala và nói: "Thưa gia chủ có biết chăng thiện nam tử Ratthabala đã trở về?" Lúc bấy giờ, Tôn giả Ratthabala đang ăn cháo ngày hôm qua ấy, ngồi dựa vào một bức tường. Rồi người cha đi đến tại chỗ của Tôn giả Ratthabala. Sau khi đến, liền nói với Tôn giả Ratthabala: "Này con thân yêu Ratthabala, có phải con đang ăn cháo ngày hôm qua?" "Này con thân yêu Ratthabala, con phải vào nhà của con." "Thưa gia chủ, chỗ nào là nhà của chúng tôi?" "Những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình." "Chúng tôi là những người không gia đình, thưa gia chủ." "Chúng tôi có đến nhà của gia chủ, thưa gia chủ, nhưng tại đấy chúng tôi không nhận được bố thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục." "Hãy đi vào nhà, này con thân yêu Ratthabala." "Thưa gia chủ, thôi vừa rồi, hôm nay tôi đã ăn xong." "Vậy này con thân yêu Ratthabala, hãy nhận lời mời ngày mai đến dùng cơm." Đoạn 397, trở về mái nhà xưa. Mái ấm ngày xưa không còn là mái ấm của hôm nay đối với bậc giải thoát. Kinh văn, Tôn giả Ratthabala im lặng nhận lời. Rồi người cha của Tôn giả Ratthabala, sau khi được biết Tôn giả Ratthabala đã nhận lời, liền về đến nhà của mình, cho chất vàng nén và tiền vàng thành một đống lớn, lấy màn che lại và cho gọi các người vợ cũ của Tôn giả Ratthabala.
Này các con dâu, hãy tự trang điểm với những trang điểm mà xưa kia các con được thiện tham tự thích giác Ratthabala ái lạc và ưa thích. Rồi người cha của tôn giả Ratthabala, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi cho sửa soạn trong nhà của mình các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, liền báo giờ cho tôn giả Ratthabala. Đã đến giờ, này con yêu Ratthabala, cơm đã sẵn sàng. Rồi tôn giả Ratthabala vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến ngôi nhà của người cha mình. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người cha của tôn giả Ratthabala cho trình bày ra đống vàng nén và tiền vàng, rồi và nói với tôn giả Ratthabala, này con thân yêu Ratthabala, đây là tiền tài của cha mẹ, đây là tiền tài của mẹ, kia là tiền tài của cha, kia là tiền tài của tổ tiên. Này con thân yêu Ratthabala, con có thể thụ hưởng tài vật và làm các phước đức. Này con thân yêu Ratthabala, hãy từ bỏ tu học, hoàn tục, hưởng thụ hưởng các tài vật và làm các phước đức. Thưa gia chủ, nếu gia chủ làm theo lời nói của tôi, sau khi trồng chất đóng vàng nén và tiền vàng này vào trong các xe, sau khi cho chở và hạ xuống giữa sông Hằng, hãy đổ đóng vàng này vào giữa dòng sông. Vì sao vậy? Này gia chủ, vì do nhân duyên này mà sầu, bi, khổ, u, não sẽ khởi lên cho gia chủ. Rồi những người vợ cũ của tôn giả Ratthabala ôm mỗi chân tôn giả và nói, thưa phu quân Ajatasattu, vì thiên nữ nào mà phu quân sống phẩm hạnh? Các bà chị, không phải vì thiên nữ nào mà chúng tôi sống phẩm hạnh. Phu quân Ratthabala đối với chúng ta gọi chúng ta là bà chị. Nói lên như vậy, các người vợ cũ liền ngã xuống đất bất tỉnh. Rồi tôn giả Ratthabala nói với phụ thân, thưa gia chủ, nếu gia chủ muốn bố thí đồ ăn, thời hãy bố thí đi, chớ có phiền nhiễu chúng tôi. Hãy ăn, này con thân yêu Ratthabala, cơm đã sẵn sàng. Rồi người cha của tôn giả Ratthabala tự tay thân mời và làm cho thỏa mãn tôn giả Ratthabala với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi tôn giả Ratthabala sau khi ăn xong, tay đã rời khỏi bát, đứng dậy và nói bài kệ sau. Hãy nhìn hình bóng trang sức này, một nhóm vết thương được tích tụ, bệnh nhiều, tham tưởng cũng khá nhiều, nhưng không gì kiên cố thường trú. Hãy nhìn dung mạo trang sức này, với các châu báu với vòng tay, một bộ xương được da bao phủ, được y phục làm cho sáng chói, chân được sơn với son, với sáp, mặt được thoa với phấn với bột, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Tóc được uốn 7 vòng 7 lớp, mắt được xoa với thuốc với son, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ, là ế thân được điểm thời trang, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Người thợ săn đặt bài lưới sập, loài nai khôn chẳng chạm bén chân, ăn lúa xong chúng ta lên đường, mặc cho kẻ bắt nai than khóc. Đoạn 398, bốn nhận thức của bậc xuất trần thượng sĩ. Giác ngộ không hẳn chỉ là hiểu cái xa, mà nhận thức được bản chất thật của cuộc sống. Kinh văn, tôn giả Ratthabala đọc bài kệ xong đứng dậy, liền đi đến vườn lộc quyển của vua Korakya. Sau khi đến liền xuống nghỉ trưa ở dưới một gốc cây. Rồi vua Korakya nói với người thợ săn, này thợ săn, hãy dọn dẹp đất vườn ở lộc quyển, ta muốn đi thăm viếng cảnh đẹp. Thưa vâng, đại vương. Người thợ săn vâng đáp vua Korakya. Trong khi dọn dẹp vườn nai, thấy tôn giả Ratthabala đang ngồi dưới gốc cây để nghỉ trưa. Sau khi thấy vậy, người ấy liền đến vua Korakya. Sau khi đến liền tâu với vua Korakya, tâu đại vương, vườn nai đã được dọn dẹp và ở đấy có thiện nam tử tên là Ratthabala, làm con một thế gia ở thôn lá Kothita mà đại vương thường hay tán thán. Vị ấy đang ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa.
Này thợ săn, hôm nay thế là vừa đủ để vườn cảnh. Chúng ta muốn cung kính cúng dường tôn giả Ratthabala. Rồi vua Koratya sau khi nói ở đây hãy đem bố thí tất cả món ăn đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm, ra lệnh cho thắng nhiều cỗ xe thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thắng, liền cùng với các cỗ xe đi ra khỏi thôn lá Kothita để ý kiến tôn giả Ratthabala. Với đại uy phong của bậc đế vương, sau khi cởi xe cho đến chỗ đất còn có thể cởi xe được, ngài xuống xe đi bộ cùng với hàng tùy tùng vương hầu đến chỗ của tôn giả Ratthabala. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Ratthabala. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên vua Korawatya bạch tôn giả Ratthabala. Ở đây xin mời tôn giả Ratthabala ngồi xuống trên nệm voi. Thôi vừa rồi đại vương hãy ngồi, ta đã ngồi trên chỗ ngồi của tôi. Rồi vua Koratya ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, vua Koratya bạch tôn giả Ratthabala. Bạch tôn giả Ratthabala, có bốn sự suy vong này, chính do thành tựu bốn sự suy vong này mà ở đây có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thế nào là bốn? Lão suy vong, bệnh suy vong, tài sản suy vong, thân tộc suy vong. Này tôn giả Ratthabala, thế nào là lão suy vong? Ở đây thưa tôn giả Ratthabala, có người niên cao lạp lớn, đã đến tuổi trường, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung, vị ấy suy tư như sau: nay ta đã già, niên cao lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung, thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu hoạch được, nay hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu lão suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa tôn giả Ratthabala, được gọi là lão suy vong. Nhưng tôn giả Ratthabala nay còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời, tôn giả Ratthabala đâu có lão suy vong. Vậy tôn giả Ratthabala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Và thưa tôn giả Ratthabala, thế nào là bệnh suy vong? Ở đây, thưa tôn giả Ratthabala, có người bị bệnh, khổ đau, mang trọng bệnh, vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị bệnh, khổ đau, mang trọng bệnh, thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu bệnh suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa tôn giả Ratthabala, được gọi là bệnh suy vong. Nhưng tôn giả Ratthabala nay ít bệnh, ít não, tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng. Tôn giả Ratthabala đâu có bệnh suy vong. Tôn giả Ratthabala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Và thưa tôn giả Ratthabala, thế nào là tài sản suy vong? Ở đây, thưa tôn giả Ratthabala, có nhiều người giàu sang, tiền của nhiều, tài vật nhiều, và những tài vật của vị ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta trước đây giàu sang, tiền của nhiều, tài sản nhiều, những tài vật ấy của ta dần dần đã đi đến suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy tạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chính vị này do thành tựu tài suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa tôn giả Ratthabala, được gọi là tài suy vong. Nhưng tôn giả Ratthabala
Chính tại Thun Lá Có Thí Tá này là con của một gia đệ, một thương gia đệ nhất. Tôn giả Ratthabala đâu có tài sản suy vong. Tôn giả Ratthabala đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình? Và này Tôn giả Ratthabala, thế nào là thân tộc suy vong? Ở đây thưa Tôn giả Ratthabala, có người có nhiều thân hữu quen biết, bà con quyến thống, những thân hữu quyến thuộc của người ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Người ấy suy tư như sau: trước kia ta có nhiều người thân hữu quen biết, bà con quyến thống, những thân hữu quyến thuộc ấy của ta dần dần đi đến chỗ suy vong. Thật không dễ gì cho ta thu được những tài vật chưa thu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu thân tộc suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy thưa Tôn giả Ratthabala, được gọi là thân tộc suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthabala như vậy thưa Tôn giả Ratthabala được gọi là thân tộc suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthabala ở chính tại Thun Lá Có Thí Tá này có nhiều thân hữu quen biết, bà con quyết thống, Tôn giả Ratthabala đâu có thân tộc suy vong. Vậy Tôn giả Ratthabala đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa Tôn giả Ratthabala, đây là bốn loại suy vong. Do thành tựu bốn loại suy vong này mà ở đây có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôn giả Ratthabala đâu có những loại ấy. Vậy Tôn giả đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa Đại Vương, có bốn sự thuyết giáo, chánh pháp được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thế nào là bốn? Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Thưa Đại Vương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ nhất. Do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế giới là vô hộ, vô chủ. Thưa Đại Vương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ hai. Do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải bỏ tất cả. Thưa Đại Vương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ ba. Do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Thưa Đại Vương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ tư. Do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa Đại Vương, đây là bốn sự thuyết giáo chánh pháp được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôn giả Ratthabala đã nói thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa Tôn giả Ratthabala? Thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào khi ngài 20 tuổi hay 25 tuổi, ngài có thiện nghệ về voi, thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp vế mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong nghề đánh giặc? Thưa Tôn giả Ratthabala, khi tôi được 20 tuổi hay 25 tuổi,
tôi thiện nghệ về voi, tôi thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp vế mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong nghề đánh giặc. Có đôi lúc tôi thư tôn giả Pathabala, tôi cảm thấy có thần lực và xem không ai có thể bằng tôi về sức mạnh. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Nay đại vương vẫn còn bắp vế mạnh, cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ đánh giặc như vậy không? Không như vậy, thưa tôn giả Ratthabala, nay tôi đã già, niên cao lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung, gần 80 tuổi thọ. Có đôi lúc, thưa tôn giả Ratthabala, tôi nghĩ ở đây ta sẽ bước chân, nhưng tôi lại bước chân tại chỗ khác. Chính liên hệ với ý nghĩa này, này đại vương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói, thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật vi diệu thay, tôn giả Ratthabala, thật hy hữu thay, tôn giả Ratthabala. Ý nghĩ này được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã khéo nói, thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Thật vậy, thưa tôn giả Ratthabala, thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Nhưng thưa tôn giả Ratthabala, ở vương quốc này có đội quân voi, cũng có đội quân ngựa, cũng có đội quân sa, cũng có đội quân bộ. Nếu chúng tôi gặp nguy khốn, thời các đội quân bảo vệ chúng tôi, tôn giả Ratthabala đã nói, thế giới này là vô hộ, vô chủ. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Ratthabala? Thưa đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có mắc chứng bệnh kinh niên nào không? Thưa tôn giả Ratthabala, tôi có bệnh phong kinh niên. Nhiều khi, thân hữu quen biết, bà con huyết thống đúng xung quanh và nói, này vua, cô rất giá, sẽ mệnh chung. Này vua, cô rất giá, sẽ mệnh chung. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có thể nói chăng với các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của đại vương? Mong rằng tôn giả thân hữu quen biết, bà con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của tôi. Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này, để tôi có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn, hay là đại vương chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình? Thưa tôn giả Ratthabala, tôi không thể nói với các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của tôi. Mong rằng các tôn giả thân hữu quen biết, bà con huyết thống làm vơi nhẹ đau khổ của tôi. Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này, để tôi có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn, và tôi chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình. Chính liên hệ với nghĩa này, này đại vương, mà Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã nói, thế giới này là vô hộ, vô chủ, và sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe, như vậy tôi đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật vi diệu thay tôn giả Ratthabala, thật hy hữu thay tôn giả Ratthabala, ý nghĩa này được tôn giả, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã khéo nói, thế giới là vô hộ, vô chủ. Thật vậy, thưa tôn giả Ratthabala, thế giới là vô hộ, vô chủ. Nhưng thưa tôn giả Ratthabala, ở vương quốc này có rất nhiều vàng nén và tiền vàng dưới đất và trên mặt đất. Tôn giả Ratthabala đã nói, thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Ratthabala? Thưa đại vương nghĩ thế nào? Dầu cho nay đại vương sống thụ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng, đại vương có thể nói được như sao? Chính như vậy, tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng này, hay là người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn đại vương sẽ phải đi theo nghiệp của mình? Thưa tôn giả Ratthabala, dầu cho nay tôi sống thụ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng, tôi không có thể nói được như sao? Chính như vậy, tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng vàng. Chính người khác sẽ thọ hưởng tài sản này,
còn tôi phải đi theo nghiệp của tôi. Chính liên hệ với nghĩa này, này đại vương, mà Thế Tôn bậc Tri Giả Kiến Giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã nói, thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi từ bỏ tất cả. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật vi diệu thay Tôn giả Rattha-ba-la, thật hy hữu thay Tôn giả Rattha-ba-la. Ý nghĩa này được bậc Thế Tôn, bậc Tri Giả Kiến Giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã khéo nói, thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi từ bỏ tất cả. Thật vậy, thưa Tôn giả Rattha-ba-la, thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi từ bỏ tất cả. Tôn giả Rattha-ba-la đã nói, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa Tôn giả Rattha-ba-la? Thưa đại vương nghĩ thế nào? Có phải đại vương trì ở cú một tháp ba lá, tôi trị vì ở cú rú một nước phồn thịnh? Thưa đại vương nghĩ thế nào? Nếu có người đáng tin cậy, chánh trực đến với đại vương từ phương Đông, và sau khi đến tâu với đại vương, tâu đại vương có biết chăng, tôi từ phương Đông lại, ở đấy tôi thấy có một quốc độ lớn, phú cường, phồn thịnh, dân rùa mật. Tại đấy có nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, đội bộ đội. Tại đấy có nhiều ngà voi, tại đấy có nhiều vàng nén, tiền vàng chưa làm và đã làm, có nhiều phụ nữ và có thể chinh phục quốc độ ấy với vũ lực như thế. Tâu đại vương, hãy đi chinh phục, đại vương sẽ hành động như thế nào? Thưa Tôn giả Rattha-ba-la, sau khi chinh phục quốc độ ấy, tôi sẽ trị vì. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây có người đến với đại vương từ phương Tây, từ phương Bắc, từ phương Nam, từ bờ biển bên kia, người ấy đánh trực tâu với đại vương. Tâu đại vương có biết chăng, tôi từ bờ biển bên kia lại, ở đây tôi thấy có một quốc độ lớn, phú cường, phồn thịnh, dân cư trù mật. Tại đấy có nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, bộ đội. Tại đấy có nhiều ngà voi, tại đấy có nhiều vàng nén, tiền vàng chưa làm và đã làm, có nhiều phụ nữ và có thể chinh phục quốc độ ấy với vũ lực như thế. Tâu đại vương, hãy đi chinh phục, đại vương sẽ hành động như thế nào? Thưa Tôn giả Rattha-ba-la, sau khi chinh phục, tôi sẽ trị vì. Chính liên hệ với nghĩa này, này đại vương, mà Thế Tôn bậc Tri Giả Kiến Giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã nói, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy, sau khi nghe như vậy, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật vi diệu thay Tôn giả Rattha-ba-la, thật hy hữu thay Tôn giả Rattha-ba-la. Ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã khéo nói, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Thật vậy, thưa Tôn giả Rattha-ba-la, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Tôn giả Rattha-ba-la đã giảng giải như vậy, sau khi giảng như vậy xong, lại nói thêm như sau. Ta thấy người giàu sang ở đời, có của vì si không bố thí, vì tham họ tích tụ tài vật và chạy theo dục vọng càng nhiều, dùng bạo lực chinh phục quả đắc, vua trị vì cho mạng bà chạy theo bờ biển bên kia. Vua cùng rất nhiều loại người khác, ái chư ly mạng chung đã đến, bị thiếu thốn không bỏ thân họ, không thỏa mãn lòng dục ở đời. Quyến thuộc tán loạn khóc người ấy, than ôi người ấy không bất tử, mạng thân người ấy vải bao phủ, họ đốt lửa làm lễ hỏa thiêu. Bị thọc với cây người ấy cháy, đập mảnh vải bỏ tiền của lại, ở đây quyến thuộc cùng thân hữu, không nơi nương tựa cho kẻ chết.
kẻ thừa tự nhận mang tài sản, riêng con người theo nghiệp phải đi, tiền của đâu có theo người chết, cả vợ con tài sản quốc độ. Tài sản không mua được trường thọ, phú quý không tránh được già suy. Kẻ trí nói đời này thật ngắn, thật vô thường biến đổi luôn luôn. Kẻ giàu kẻ nghèo đều cảm xúc, người ngu kẻ trí đồng cảm thọ. Kẻ ngu bị ngu đánh nằm ngã, mặt trí cảm xúc không run sợ. Do vậy trí tuệ thắng tài vật, nhờ trí ở đây được viên thành. Không thành mãn trong hữu phi hữu, kẻ ngu tạo tác các ác nghiệp. Nhập thai thác sanh thế giới khác, người ấy luân hồi tiếp tục sanh. Kẻ thiểu trí chắc hẳn phải là nhập thai và sanh thế giới khác. Như kẻ trộm bị bắt khi trộm, ác tánh hại mình do tự. Chúng sanh cũng vậy chết đời khác, ác tánh hại mình do tự lực. Dục vọng nhiều loại ngọt khả ái, nhiễu loạn tâm dưới nhiều hình thức. Thấy hoạn nạn trong dục trưởng dưỡng, nên tôi xuất gia tâu đại vương. Như quả từ đây người bị rụng, cả già lẫn trẻ khi thân hoại. Do thấy chính vậy tôi xuất gia, hạnh sa môn phải là tối thắng, thưa đại vương. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và nhà chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Giá. Alo. Thật hôm nay thì đọc tới 9:30 rồi, được một tiếng đồng hồ. Thì để mình đã nghe cái bài học và mình đã nghe cái bài đọc từ hết cái đoạn kinh. Thì như lời Thượng Tọa nói về bốn cái pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng và tôn giả Đắc Tháp A La đã nghe và xuất gia. Tôn giả Đắc Tháp A La cũng lại nói với vua Cô Đa Giá về bốn cái pháp này và đã trình bày về bốn cái pháp này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tôn giả Đắc Tháp A La là cũng là một cái vị A La Hán. Khi mà đã đắc đạo A La Hán rồi thì cũng nhớ cái lời hứa và trở về. Trở về thì cái sự trở về với cái lời hứa, nhưng mà chúng ta thấy trong kinh này thì không có tế độ cha mẹ mà chỉ có nhận sướng dường. Và đã có cái cuộc hội ngộ giữa Đức vua Cô Đa Giá và ngài Đắc Tháp A La. Và vua Cô Đa Giá thì nói hỏi về bốn cái sự suy vong. Mà tôn giả Đắc Tháp A La thì không có như là thân suy vong, lão suy vong, hoặc là bệnh suy vong, hoặc là tài sản suy vong, hoặc là quyến thuộc suy vong. Nhưng mà tôn giả Đắc Tháp A La thấy cái gì, biết cái gì từ cái giáo pháp này, đã nghe là gì mà lại xuất gia như vậy. Thì chúng ta thấy tôn giả Đắc Tháp A La đã nói về bốn cái điều, bốn cái pháp mà vị chánh đẳng chánh giác thuyết giảng. Đó là thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Thì chúng ta biết rằng đối với danh hay pháp đó, nhất là chúng ta nói để mọi người thấy là mắt mình thấy cảnh sắc. Thì tất cả những cái cảnh sắc mà mình thấy đó đều bị hoại diệt. Nó hoại diệt có nghĩa là nó có sanh trụ diệt theo cái sắc pháp đó. Thì nó có cái sắc sanh, sắc trụ, sắc dị và sắc diệt. Thì bốn cái loại sắc trong 10 nhóm sắc đó. Thì nhóm sắc, ví dụ chúng nói là nhóm sắc thần kinh, nhóm cảnh giới, sắc trạng thái vật mà quyền vật thực hư không, sắc biểu tri, sắc tứ tướng, sắc đặc biệt. Thì cái tính sắc tứ tướng là sinh tiến dị diệt đó, để cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì mà chúng ta thấy được đó, đều đi đến hủy diệt hết. Không có cái gì mà chúng ta thấy mà nó không đi đến hủy diệt.
nó lớn cho đến cái địa đại này, là cái quả địa cầu này đó, thì chúng ta cũng thấy như là những ngày gần đây khi mình nói về mặt trăng là một cái hành tinh, và người ta cũng có những cái lý thuyết là hành tinh là một cái mặt trăng là hành tinh chết. Lúc trước là có người sống, và họ cho một số cái thông tin là nó cũng bị hủy diệt do vũ khí hạt nhân. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn với cái Phật tuệ thì Ngài thấy cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó nó cũng bị hủy diệt. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói về cái bài kinh Khởi Bổn Nhân Thế đó, thì Ngài cũng có trình bày về khi mà loài người cái tuổi thọ kiếp tăng kiếp giảm, cho đến cái sự hủy hoại bằng lòng tham, lòng sân, lòng si, thì lửa từ địa ngục cháy đến sơ thiền, hoặc là nước dâng đến nhị thiền, hoặc là dâng đến tam thiền. Nói như vậy thì chúng ta biết rằng đối với cái Phật tuệ của Đức Thế Tôn thì Ngài biết thế giới này là vô thường, đi đến hủy diệt. Nên cái hủy diệt này đó, chúng ta hiểu như cái sự trình bày của Đức Phật ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Như vậy thì chính vì hiểu được như vậy đó, nên không có một cái gì không đi đến hủy diệt. Nên Ngài Rathabala đó, Ngài nói với vua Koriya đó, và Ngài đưa lên cái hình ảnh thí dụ. Và Ngài thí dụ đó có nghĩa là con cái tuổi tác của nó cũng ra đi. Ví dụ như lúc vua còn trẻ đó, 20-25 tuổi đó, thì thường thường chúng ta biết Đức Phật Ngài nói về cái bài kinh Đại Cổ Uẩn đó, thì chúng ta có cái vị ngọt. Cái vị ngọt là cái tuổi mà qua mộng đó, cái tuổi mà chúng ta thành đạt nhất. Ví dụ như chúng ta thành đạt dung sắc, hay là cái sắc đẹp, hay là cái sự nhanh nhẹn, cái sự học hỏi mau mắn, nhậm lẹ, tiếp thu về cái nghề này nghề kia đó, nó mau học những cái thập bát ba nhỏ nghệ. Chúng ta thấy những vị thái tử đi học những cái nghề nghiệp từ những vị danh sư đó, cung kiếm rồi kích rồi voi ngựa rồi tên cung bắn rồi thì rất là giỏi. Thì Ngài Rathabala Ngài cũng muốn đưa cái hình ảnh đó nói với vua Koriya. Và bây giờ thì cái đó nó còn không, nó còn không, nó không còn, vì lúc bây giờ là vua Koriya gần 80 tuổi rồi. Và Ngài Rathabala thì Ngài còn trẻ, nhưng mà Ngài muốn hỏi và Ngài muốn chứng minh cho vua thấy là thế giới là vô thường. Và những cái vị vua chúa, những cái vị tổ phụ đế vương đó cũng đã từng tự ra đi. Cho đến những chiếc xe của những vị vua đó, tổ phụ đó cũng cũ kỹ và nó cũng đã rụng rời, nó cũng rơi rớt, để cho biết rằng dù là những chiếc xe đó nó cũng bị thời gian mà nó làm cho nó bị hư mục, nó bị biến hoại, chứ không có cái gì mà nó còn hết. Và vua đã đưa lên hỏi vua, và vua nói rằng có những lúc vua bước chân á, muốn đặt chỗ này nó lại đặt chỗ khác. Thì Ngài Rathabala Ngài nói với vua Koriya nó chính là như vậy đó, đại vương. Thế giới là vô thường, con người mình từ trẻ thì cuối cùng đến già, từ khỏe đến bệnh, từ sống đến chết, từ hiện hữu rồi bị tan rã. Như vậy thì thế giới là vô thường chính là cái ý nghĩa này. Nên chính chúng ta thấy có nhiều khi mình ngồi mình nói, ví dụ như ở trong cái lớp học này mình nói nhiều là 50 năm hoặc là 100 năm sau không còn ai hết. Mình nói như vậy thì rõ ràng là 100 năm sau thật sự là không còn ai hết. Dù hiện giờ có nhiều người thì 10 năm nữa thì chết, có nhiều người 5 năm, có nhiều người 1 năm, có nhiều người hoặc là 2-3 bữa hoặc là hôm sau là sẽ chết.
Nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói như vậy đó. Thì khi mà Ngài nói như vậy đó, để chứng minh cái sự sanh tử của chúng ta, chúng ta cũng đã sanh, đã tử, cũng bị vô thường lùa chúng ta đến cái sự chết. Từ trẻ đến già, từ khỏe đến bệnh, từ sống đến chết, không có một người nào mà khác được. Và với cái xác này đó, thì nó cũng biến hoại. Có lúc đó, thì chúng ta ăn uống nó được đầy đủ, thì chúng ta khỏe mạnh, chúng ta bước chân thì chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà lúc nào đó chúng ta bị đau bụng, nhức đầu, hoặc là chúng ta ăn uống ói mửa đó, hoặc là chúng ta ăn uống mà bị trúng độc, mà chúng ta không chưa chết đó, thì con người chúng ta run rẩy, chân tay chúng ta đó là bước đi đó, nó khó khăn lắm. Chúng tôi cũng còn nhớ lại lúc mà chúng tôi lên trên chùa Phước Huệ, lúc đó thì chúng tôi khoảng chừng 20 tuổi thôi. Có một lần thì cũng bị ăn nhầm thuốc kiến mà chiên bắp chuối đó quý vị. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi cũng thân cũng to lớn như vậy. Nhưng mà thật sự khi mà mình bị ăn trúng những cái độc rồi đó, thì cái cơ thể mình nó gần như là nó không còn cái sức lực nữa quý vị. Chúng tôi phải mò theo cái tường mà đi, mà nhìn cái tường mà đi ra nhà vệ sinh. Tới bây giờ chúng tôi cũng còn nhớ lại cái hình ảnh đó. Nên đó, chúng ta thấy con người chúng ta rất là vô thường. Nhiều khi mình khỏe mạnh như vậy, nhưng mà nếu mình mang một cái chứng bệnh, hoặc là mình bị tiêu chảy mấy ngày, hoặc là mình bị một cái vật gì đó, thì chân cảnh của mình đó, thì nó không còn điều khiển nữa. Hoặc là phải có nhiều người phải đỡ đần mình. Như vậy thì Đức Phật Ngài muốn nói, mà Ngài đã thuyết giảng như vậy, và tôn giả Rattabala đã nghe, đã thấy được như vậy ở trong cái thế giới này, và biết rằng cái thế giới này là vô thường, đi đến hủy diệt, và đã giải thích cho vua Koriya. Và vua Koriya khi nghe như vậy đó, thì sa thú tán thán Đức Phật và nói lại đúng là thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt, thật vậy. Rồi chúng ta thấy rằng thế giới đó vô thường, thế giới là gì nữa? Thế giới là vô thường, thế giới là vô sở hữu, vô hộ vô chủ. Thì chúng ta thấy biết rằng Đức Phật Ngài nói về thế giới này là vô hộ vô chủ đó, thì chúng ta thấy rằng vô hộ vô chủ có nghĩa là chúng ta không có cái gì hết, chúng ta không có gì mà bền bỉ hết quý vị, không có gì là bền bỉ hết. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng thế giới vô hộ vô chủ đó là muốn nói đến cái thế giới này đó, luôn luôn lúc nào đó người ta đó không có gìn giữ được, không có gìn giữ được. Bởi vì thế giới này là vô hộ vô chủ đó, thì chúng ta biết rằng vì thật sự tất cả những cái chúng ta có nó cũng chỉ là phước báo của chúng ta. Ví dụ một cái người mà có của cải tài sản, nhưng mà khi bị nước trôi cướp cái tài sản nó đi, hoặc là bị lửa cháy tài sản nó đi, hoặc là nhà vô tịch thâu, hoặc là trộm cướp lấy, hoặc là người thừa tự phá sản, hoặc là thậm chí chúng ta thấy bây giờ sóng thần động đất ấy, là những cái điều kiện mà những cái tài sản của chúng ta cũng không giữ được, luôn cả cái sinh mạng của chúng ta, luôn cả những người thân chúng ta, thì đều không có giữ được hết. Có nghĩa là tất cả những cái đó nó không có nói nó ngừng lại được. Bởi vậy chúng ta thấy từ trẻ đến già, từ trẻ đến già, từ mình có cái này rồi mình lại vượt mất đi, không có một người nào mà gìn giữ cái đó được hết. Hoặc là chúng ta thấy cái con người chúng ta đó bị những cái chứng bệnh, chúng ta bị những cái chứng bệnh, chúng ta bị những cái cảm thọ đau đớn. Bởi vì khi mà chúng ta có những cái chứng bệnh, những cái cảm thọ đó,
Hoặc là những cái lúc mà chúng ta đau khổ, bị những cái tai nạn, những cái cảm thọ đau đớn đó, thì đâu có ai mà lãnh cho mình, đâu có ai chịu đựng cho mình. Nên nó gọi là vô hộ vô chủ. Dù mình có nói có bà con, có quyến thuộc, có cha mẹ, có thân quyến, nhưng mà thật sự ra khi mà những cái cơn bệnh nó đổ lên người chúng ta thì tất cả chúng ta đều phải chịu đựng như vậy. Nên gọi là vô hộ vô chủ. Vô hộ vô chủ có nghĩa là muốn nói đến cái nghiệp ấy, nó cấu thành cái danh và sắc này, chứ không phải là ai khác. Cái nghiệp nó cấu hình danh và sắc này. Nên nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người họ sanh ra, họ bị nhiều cái chứng bệnh, nhiều cái chứng bệnh, và những cái chứng bệnh đó đó đau khổ là họ phải tự chịu thôi, chứ không phải bà con huyết thống hay là ai đó có thể làm cho họ vơi đi những cảm thọ đau đớn này, trở thành những cảm thọ nhẹ nhàng. Nên thường thường thì chúng ta thấy rằng những cái sự đau khổ đến với người khác không phải là mình, nhưng mà thật sự ra thì cái đau khổ, cái thân tức thọ khổ là trên cái thân của người đó, và không thể nào mà chúng ta chia sẻ được với người đó. Dù có nhiều khi chúng ta cũng thấy những cái hành động cử chỉ vuốt ve hoặc là xoa bóp, nó cũng chỉ một phần nào đó, hoặc là nó cũng không có, khi mà những cái cảm thọ đau đớn khốc liệt hơn nữa thì cũng hoàn toàn không có ai làm gì cho mình được. Nên quý vị thấy có nhiều khi người ta phải dùng những cái loại rượu hoặc là những cái loại cần sa, hay là những cái loại hormone, hoặc là những cái loại thuốc đó, mà để cho họ có một cái cảm giác và họ quên đi những cái cảm giác thọ khổ của thân họ. Như vậy, nhưng mà chúng ta cũng vẫn biết rằng những cái cảm thọ đó, nó thọ một mình thôi. Nên là vô hộ vô chủ, là không có ai đỡ đần cho cái sự đau khổ đó của mình đâu. Dù là mình có là con của vua hay là mình là vua, thì mình cũng phải chịu những cái sự đau đớn đó. Như vậy thì dù có bà con huyết thống, nhưng mà cũng không ai làm gì cho cái sự đau khổ của mình nó giảm bớt đi. Như vậy thì Ngài Đắc Thất Ba La, Ngài nói rằng chính cái liên hệ ý nghĩa này, này đại dương, Thế Tôn bậc tri giả kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã nói thế giới là vô hộ vô chủ. Sau khi tôi biết, tôi thấy như vậy, nên tôi đã xuất gia sống không gia đình. Và Yukariya cũng nghe và cũng xa thú, cũng nói thật là vi diệu cái chánh pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng về thế giới là vô hộ vô chủ. Thật vậy, tưa Tôn giả Đắc Tha Ba La, thế giới là vô hộ vô chủ. Nhưng mà vua thì hỏi rằng, thưa Tôn giả, thế giới là vô sở hữu, cần hiểu như thế nào? Vì vua có rất là nhiều vàng và bạc, có voi, tượng binh, xa binh, bộ binh, kỵ binh, có rất là nhiều như vậy, rất là nhiều như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng dù là có như vậy, nhưng mà cái nghiệp mà mình đi, khi mình chết á, thì mình cũng không có mang theo được cái gì, không có mang theo được cái gì. Nên cái thế giới này là mình gọi là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ. Có nghĩa là chúng ta đi với cái nghiệp của chúng ta. Dù người đó, đó ở đời làm vua rất là tàn ác, thu gom tài sản, hoặc là xây dựng vạn lý trường thành, hay là xây dựng bất luận là lầu cao gác tía gì, hay là tích tụ vàng bạc, hay là ngọc ngà châu báu gì cho thật là nhiều đi. Nhưng mà thật sự ra khi mà cái tuổi thọ hết, cái tâm tử đến,
thì tất cả những cái điều đó đó nó đi theo cái mình phải đi theo cái nghiệp của mình, và những cái của cải tài sản mình gọi là sắc pháp thì nó cũng chỉ tồn tại ở trên thế gian này. Người đó chết rồi thì phải đi theo cái nghiệp của mình, đi tái sanh theo cái cảnh giới của mình. Có thể là nhiều khi mình sanh vào địa ngục không có những cái tài sản gì ở nhân loại này mình mang theo được, và chỉ có cái tài sản mình mang theo được là ý nói là chúng ta tạo phước, chỉ có bố thí cúng dường là chúng ta mang cái tài sản này. Vì thường thì quý vị biết rằng tâm thiện nó tạo ra cái tâm quả đi tâm, còn những cái vật chất này đó, khi mà chúng ta có mắt nhìn để mình biết rằng mình có của cải tài sản là do cái nhân đời trước cho ra cái quả đời này mình được giàu sang, như là nhãn thức thọ xả quả thiện, mình thấy được cung vàng địa ngọc, hoặc là nhĩ thức thọ xả quả thiện là người ta ca tụng mình là bậc trưởng giả, đại phú hào, vua chúa này kia nọ, hoặc là tỷ thức mình ngửi mùi, hoặc là thiệt thức mình ăn những vật thực thượng vị, hoặc là thân thức thọ lạc, hoặc là tiếp thu những cái vật đó. Nhưng mà Đức Phật này vẫn cho chúng ta biết rằng dù chúng ta có những cái đó đó, nhưng mà khi chúng ta chết thì chúng ta bỏ tất cả. Nên Ngài Đắc Tha Ba La Ngài mới nói rằng người ta không có tạo những cái thiện nghiệp bố thí, không làm những cái thiện lành với cái sự tạo tác những cái phước duyên đó, nên khi mà chết rồi thì người ta xài của mình. Nên thường thường quý vị cũng thấy có nhiều khi đó mình cũng nghe người ta nói ông chồng làm cho dữ khi chết rồi đó, thì bà vợ lại cưới một cái người khác làm chồng, xài cái của mình. Hoặc là người vợ làm cho dữ nhưng mà bị bệnh chết rồi đó, thì ông chồng lại cưới người khác để làm vợ, xài cái của mình. Như vậy là muốn nói đến là cái người đó đó là vô sở hữu. Vì không, mình muốn làm để già mình hưởng, nhưng mà thật sự đó, mình cũng chưa già. Mình có thể là có nhiều người quý vị thấy họ làm những cái việc đi đo đạc những cái ngôi nhà người ta, rồi họ té xuống họ chết. Họ mới học ra trường, họ mới đi làm, đi thẩm tra những cái công trình, rồi họ cũng té chết. Thì có nhiều người họ cũng khóc than, họ thương tiếc người này với những cái tài năng của mình, với những cái tài sản của mình, với những người vợ, những đứa con còn nhỏ. Nhưng mà rồi họ khi mà họ phải đi với cái nghiệp của mình, họ phải bỏ tất cả, họ không có thể nào đem cái đó đi được. Như vậy thì chúng ta biết về vấn đề này đó, được Đức Phật Ngài nói có nghĩa là dù là cái người đó đó có những cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, mà Ngài Rắc Tha Ba La Ngài hỏi vua đó, Koriya đó, là năm món, năm hưởng mãn túc, cụ túc, năm món dục trưởng dưỡng đó, thì chúng ta hiểu là sắc dục đó có nghĩa là vua đó thì có những cái cung tần phi nữ, có những mỹ nhân với cái mắt nhìn thấy, hoặc là ngọc ngà châu báu, hoặc là đền đài cung vàng địa ngọc, hoặc là tai nghe những cái loại nhạc cụ, những cái loại âm thanh, những cái loại mà tạo ra những cái tiếng từ những cái như mình nói những cái linh kiện hay là những cái máy móc mà người ta thiết kế. Ví dụ mình nói những cái loa bốt, những cái loa có âm thanh hay này kia nọ, dù là mình có về cái nhĩ căn với cảnh thinh, cho đến khi những cái cảnh thinh của cõi chư thiên, những cái tiếng đàn, tiếng hát của những vị thiên tử, những vị chư thiên, nó cùng cực đến mức độ đó. Nhưng mà rồi những cái điều đó đó nó cũng phải bỏ lại tất cả, mình bỏ lại tất cả và mình đi theo cái nghiệp của mình thôi. Như vậy đó thì Ngài Rắc Tha Ba La Ngài có nói, Ngài có hỏi vua Koriya
Như vậy thì những cái món mà dục hưởng mạng túc, cuộc túc năm dục trưởng dưỡng như vậy đó, nhưng mà khi mà đại dương rồi thì ai đại dương có hưởng được không? Thì nói rằng chính người khác sẽ thọ hưởng cái tài sản đó, còn tôi phải đi theo cái nghiệp của mình. Thì ngày Đắc Tha Ba La nói chính liên hệ ý nghĩa này, này đại dương, mà Thế Tôn bậc kiến giả, bậc trí giả đó, bậc A La Hán chánh đẳng giác đã nói thế giới là vô sở hữu, cần phải hiểu như vậy. Khi ra đi từ bỏ tất cả, mà biết như vậy, mà khi biết như vậy, thấy như vậy, tôi xuất gia. Thì chúng ta thấy mỗi câu như vậy thì vua Koriya đó tán thán và nói lên thật là vi diệu, thật là thù diệu với cái lời dạy của Thế Tôn về thế giới là vô sở hữu, cần phải từ bỏ tất cả. Thì cái câu cuối cùng là thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Thì chúng ta thấy rằng cũng như vậy, muốn nói đến một đức vua có một vương quốc rộng lớn, có những mỹ nhân, có những cái ngọc ngà, có những cái mỏ quặng. Chúng ta thấy như là bây giờ có nhiều cái vương quốc, có những mỏ vàng, có trữ lượng vàng, ngọc ngà, kim cương. Nhưng mà họ vẫn khát khao, mình gọi chung là lòng tham đó. Nên khi nghe nói cái nước nào có thì họ muốn đánh, và dễ đánh thì họ muốn tóm thâu. Và dù họ tóm thâu nhiều hướng như vậy, nhưng mà cái lòng khao khát nó vẫn không phải vì vậy mà nó dừng lại, quý vị. Nên nhiều khi chúng ta cũng nghe Đức Phật khi Ngài thành Phật rồi thì Ngài kể lại cái kiếp vua Manh Tá Tú, tay hai cánh tay vỗ lại thì ngọc ngà châu báu rớt đến đầu gối. Ngài làm vua chuyển lưng thánh vương, rồi Ngài lên cõi tứ đại thiên vương, Ngài lên cõi trời Đao Lợi. Nhưng mà rồi cái lòng khao khát nó cũng không phải vì vậy mà dừng lại đâu, quý vị. Nên đó, những cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài kể lại những cái tiền thân của Ngài đó, vua Manh Tá Tú, khi mà có một vị tỳ khưu chỉ có 100 đồng tiền vàng mà muốn quần tục, thì Đức Phật ngày hỏi bây giờ phải tính mua cày, mua cuốc, rồi làm nhà, rồi mua giống, mua rồi với cái thời gian ăn uống chờ đợi ruộng lúa như vậy đó, có đủ không? Thì cái vị tỳ khưu này nói rằng khi nghe nó Đức Phật hỏi tính từng phần gì thì không đủ đâu vào đâu hết. Nhưng mà cũng vì 100 đồng tiền vàng này mà vị này muốn quần tục, khi cái người cha mất để lại và nói người chú giao lại cho mình. Thì Đức Phật Ngài kể lại cái kiếp vua Manh Tá Tú đó, ngọc ngà châu báu nhiều như vậy đó, nhưng mà không phải vì như vậy mà nó làm vơi cái lòng tham, mà lòng tham nó vẫn tăng trưởng. Như vậy á, thì Ngài muốn nói với cái vị tỳ khưu này đó, hãy diệt trừ cái lòng tham. Vì cái lòng tham á, khi mình có đó, cả thế giới này, bản thân mình và thế giới này đều là thiếu thốn, đều là khao khát, đều là nô lệ cho tham ái. Không có một người nào thoát khỏi nếu không phải là người có cái sự tu tập. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng Ngài Đắc Tha Ba La, Ngài muốn nói với vua Koriya đó, dù là Ngài trị vì một cái vương quốc cô rú rộng lớn như vậy, nhưng mà khi nghe ai nói hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, có những cái binh, có những cái đàn do, đàn ngựa, những loại ngựa quý, rồi ở đó nó không có phòng hộ, ở đó chỉ cần đem ít binh là chinh phục vài ngày thì thu phục được, thì vua sẽ đem chinh phục hết, vua sẽ đi chinh phục hết. Và Ngài Đắc Tha Ba La, Ngài nói rằng chính vì như vậy đó, Thế Tôn bậc ký giả kiến giả mới nói rằng thế giới là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái, đến chết đó, họ cũng không bỏ. Như vậy á, thì khi nghe như vậy, biết như vậy á, từ cái lời dạy của Đức Phật tôi đi xuất gia. Thì vua Koriya cũng tán thán lời dạy của Đức Phật thật vi diệu, Tôn giả Đắc Tha Ba La thật hy hữu, Tôn giả Đắc Tha Ba La ý nghĩa được Thế Tôn thuyết giảng như vậy là khéo thuyết giảng. Thật sự thế giới là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái, quả thật như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Ngài Đắc Tha Ba La là Ngài có tư duyên chín mùi, Ngài nghe Đức Thế Tôn về thuyết giảng, và Ngài đã xuất gia dù là
Ngài có nhiều vàng như vậy. Ngài con một trong gia đình có nhiều vợ, cha mẹ có của cả tài sản vàng thành từng đống như vậy. Nhưng mà Ngài vẫn từ bỏ được để đi xuất gia. Và khi xuất gia thời gian không lâu đó, thì Ngài đã trở thành vị A-la-hán. Và Ngài trở thành A-la-hán, Ngài muốn về quê đó, thì Đức Phật, Ngài với tâm của mình biết được tâm của tôn giả Ratthabala là vị A-la-hán rồi. Nên Ngài nói rằng ông phải làm gì, ông nghĩ là cần làm. Thì Ngài Ratthabala, Ngài là trở lại với cái lời hứa với cha mẹ của mình là xuất gia rồi, nhưng mà sẽ trở lại. Khi Ngài trở thành A-la-hán, Ngài trở lại. Và Ngài trở lại đó, thì cái bài kinh chúng ta đã nghe rồi. Và cái bài kinh này muốn nói đến cái sự hội kiến của vua Kodaya, nói về cái thân thể si vong, rồi quyến thuộc si vong, tài sản si vong, rồi những cái sự si vong, bốn si vong này không có, mà Ngài nghe, Ngài thấy cái gì từ Đức Phật, từ lời dạy của Đức Phật và xuất gia. Và Ngài Ratthabala, Ngài đã nói lại cái sự nghe và cái sự hiểu khi mà Đức Phật Ngài thuyết về về cái thế giới là vô thường, thế giới là vô hộ, vô chủ, thế giới là ra đi từ bỏ, thế giới là nô lệ cho tham ái. Và vua Kodaya đã nghe lại những cái gì mà tôn giả Ratthabala trình bày. Và chúng ta cũng thấy rằng Đức Vua cũng biết rằng tôn giả Ratthabala là con một nhà rất là đại phú, đại quý, của cả tài sản nhiều. Nhưng mà tại sao tuổi đời còn trẻ như vậy mà đi xuất gia? Và khi mà nghe được như vậy đó, thì đây cũng là một cái điều mà làm cho vua Kodaya có cái sự có hướng tâm đến với Tam Bảo, do cái sự thuyết giảng của tôn giả Ratthabala. Thì chúng tôi cũng biết rằng cái xứ Kuru này, Đức Thế Tôn Ngài thuyết về bốn niệm xứ thì chúng ta cũng nghe rất là nhiều. Có lẽ là đây cũng là cái duyên lành mà vua Kodaya đã được nghe Ngài Ratthabala Ngài trình bày. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, như lời của Thượng Tọa Đại Siêu đó, thì chỉ thuyết cái phần chính yếu của cái ý nghĩa, cái sự hội ngộ và cái pháp mà tôn giả Ratthabala đã nghe, đã suy tư và tu tập để trở thành vị A-la-hán, đã trình bày trở lại cho vua Kodaya nghe để biết được cái gì mà bậc đại giác thuyết giảng. Phần trình bày đến đây thì con nghĩ cũng còn lại nửa tiếng để chịu tăng thảo luận. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi giảng. Phước nào phát sanh được kính dâng lên chư tôn đức tăng chia đến tất cả quý vị. Bây giờ thì con xin gửi mic cho Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp. Sa thủ kính thưa chư tọa pháp đăng, kính bạch chư tọa tuệ siêu, chư tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu chư tọa tuệ siêu nghe được kính thỉnh chư tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi chư tọa tuệ siêu, chư tọa có mặt ở trước máy và chư tọa có nghe được không? Có lẽ Thượng Tọa Tuệ Siêu không nghe được. Thượng Tọa Tuệ Quyền ấy, Thượng Tọa Tuệ Quyền có ở trước máy và Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Đại Đức Pháp Tính đây, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính ở trong bài kinh này, có một điều mà chúng ta cũng nên làm cho rõ rằng là ví dụ như sau khi tôn ngài trở về thành ra thì La Vệ do cái lời thỉnh cầu của vua Tịnh Phạn đó, thì những vị xuất gia là phải có cha mẹ cho phép. Thì Đại Đức Pháp Tính có biết là ở cái tuổi nào cần được cha mẹ cho phép? Ví dụ như là ngày hôm nay
Ở bên Mỹ thì luật pháp cho phép một người trên 18 tuổi có quyền quyết định về đời sống của mình, gọi là thành niên. 18 tuổi là vị thành niên. Thì nếu một người thanh niên mà trên 18 tuổi đó, xin phép cha mẹ, xin đi xuất gia mà không có cha mẹ cho phép, thì có chúng ta có nhận được không? Xin kính thỉnh về được tất. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh. Thượng tọa Tề Quyền cùng chư tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu hỏi thượng tọa vừa nêu lên thì ở cái tuổi nào có thể xuất gia không cần sự cho phép của cha mẹ? Thì nếu mà nói theo ở trong lực tạng ấy, thì khi mà một cái vị nào đó xuất gia thì phải có cha hay là mẹ đồng ý. Thì ở trong lực đó có những cái điều đó, nhưng mà ngày hôm nay đó thì có một số quốc độ, thí dụ như ở Mỹ, ở tại Hoa Kỳ, thì một cái người mà đến cái tuổi vị thành niên rồi đó, thì cái vị đó sẽ có cái quyền quyết định. Vậy thì nếu mà cái vị đó mà sinh đi xuất gia đó mà cha mẹ không cho đó, chúng ta áp dụng theo cái lực của quốc độ đó để cho cái vị đó được xuất gia, thì cái điều này á nó cũng hợp thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì có những cái đoạn kinh nói rằng là nếu mà có những cái điều gì đó mà chưa có được quy định ra mà ở thế gian đó người ta không có chê người ta không có chê cười, thì cái điều đó mình có thể thực hiện được. Vậy thì mình căn cứ vào ở trong cái thời điểm bây giờ, hoặc là ở trong cái quốc độ đó thì mình căn cứ theo được cái lực của quốc độ đó. Tại vì cái điều này đó thật sự ra đó, cái sự xuất gia đó nó đem đến cái lợi ích cho cái bản thân của mà cái vị muốn xuất gia. Còn cái sự đồng ý của cha mẹ đó thì chúng ta tính theo cái lực của quốc độ. Trong cái trường hợp này đó thì chúng ta cũng không có cứng quá. Có nghĩa là mình thấy rằng đối với cái xuất gia đó thì nó đem lại cái sự an lạc thôi. Chứ ngoài ra thì nó cũng không có một cái tai hại gì hết. Không có một cái tai hại gì hết. Chỉ trừ cái trường hợp theo chúng tôi đó, thì quý vị biết rằng chỉ trừ cái trường hợp mà có những người người ta có con mà cha hay là mẹ đó mà sinh xuất gia đó, thì cái điều đó nó hơi khó. Tại sao vậy? Tại vì cái người đó, người ta có con cái đó, thì người ta phải làm tròn cái bổn phận với con cái. Có nghĩa là nếu mà người ta có con mà chưa có khôn lớn, mà mình bỏ đi, mình đi tu á, mà không có ai giáo dưỡng, hoặc là không có ai nuôi nấng vợ và con hay là chồng và con, thì cái điều đó nó sẽ gây khó khăn. Còn đối với một cái người mà một cái người con mà khi mình xuất gia rồi thì cha mẹ mà không đồng ý, mà xét theo ở quốc độ, xét theo ở quốc độ đó, cái người đó đủ cái tuổi trưởng thành rồi, đủ cái tuổi để quyết định cho cái cuộc đời của mình, thì trong cái trường hợp này mình nhận cho cái người đó xuất gia được, vì mình căn cứ theo cái lực của ở trong cái quốc độ đó. Đây là những ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận đầu tiên mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thu cái chân đại đức Phật Tính. Một lần nữa xin đi khỏi trường tòa tuệ siêu, trường tòa có trước máy và nghe được không? Nếu trường tòa tuệ siêu nghe được xin thỉnh trường tòa trả lời cho câu thảo luận số 2. Thường tọa tuệ quyền ơi, thường tọa tuệ quyền có nghe được không? Dạ. Thường tọa tuệ quyền, ở đây chúng ta có bốn điều mà tôn giả Rattapala đề cập với nhà vua Suya, là thế giới là vô thường, đi đến quỷ diệt. Thế giới là vô hộ, vô chủ. Thế giới là vô sở hữu, ra đi phải bỏ tất cả, chứ không phải là cần bỏ tất cả. Thế giới là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tha mái. Thì thường chúng ta nghe đó là ba pháp là vô thường, khổ não, vô ngã. Như vậy là nếu mà mình làm cái so sánh giữa bốn pháp và ba pháp á, thì bốn pháp, ba pháp này nó có khác nhau không? Hay là bốn pháp này nó vẫn nằm trong ba pháp, và ba pháp cũng bao gồm bốn pháp? Xin kính thỉnh thượng tọa tự quyền cho một so sánh. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sằng Khai Gia. Thưa chúng nghe rõ, và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng. Tụi mình hành đến Đức Phật Tính, đến Thượng Tọa Trí Sư Minh Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đồng đến tôi nữa cùng Sư Phụ Tử. Bây giờ quả thật thì nếu chúng ta nhớ mà bốn điều mà của Tôn giả Rattapala đã nói, thế giới là vô thường thì đến nguyên diệt, thế giới là vô hộ vô chủ ra đi, thế giới là vô sở hữu ra đi bỏ tất cả, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Vậy nghĩa nó so với cái ba pháp tam tướng vô thường của não vô ngã, thì tại sao có một trình bày như vậy, thì ba cái pháp này nó có giống với bốn pháp kia không, hay bốn pháp kia nó như thế nào? Kính thưa quý vị, trước nhất là chúng ta nhớ rằng cái lý tính của các pháp nó là như thế, nhưng cái cảm thụ của con người, tức là đối diện với chúng sinh, bị cái sự chi phối, bị cái sự xây dựng của các pháp vũ vi này, nó là như thế. Thì thế giới là vô thường, thì các pháp vũ vi, tất cả mọi thứ, mọi giới đều, dù cho là hữu hình, vô hình, dù cho là thế giới, nhân sinh quan, vũ trụ quan gì, đều phải là vô thường hết. Chúng ta nghĩ thân xác của chúng ta, để chúng ta dễ nhìn nhận ra một cây cối, nhưng quả thật thì từng cái ngọn núi, từng cái con đường, từng cái quả đồi, quả núi, nó đều có cái sự chuyển động, nó đều có sự đổi khác, đều có sự vô thường của chính nó. Cũng như hòn núi và từ tảng đá đó, cũng nhìn nó cũng có cái sự lớn và nó cũng có sự thay đổi, nhưng cái sự lớn, cái sự thay đổi đó chúng ta không nhìn vào mắt chúng ta từng ngày có năm tháng được, cho nên nó vô thường. Và tại sao nó đi đến quỷ diệt? Chắc chắn là cái sự thành trụ hoại không của kiếp trái đất nó còn là như thế mà. Nói một cách chung tức là nhân sinh quan, vũ trụ quan nó là như thế. Thế giới nó một cách chung hết, tất cả mọi thứ, mọi điều mà thuộc về hữu vi pháp, Sankhara, thì nó là vô thường thôi. Chắc chắn là như thế. Và đây một điều mà vô hộ vô chủ, không ai chủ quyền, không ai làm chủ nó cả. Ai cũng sẽ bị cái sự vô thường, ai cũng bị cái sự khổ não, ai cũng bị cái sự vô ngã. Các pháp nó là như thế. Cho nên Đức Phật Ngài đứng trên thân thần của Phật Pháp thì không có một tạo đứng tạo chủ, không có một đứng tạo thế, một thần linh thượng đế mà ban phước giáng hoài cho chính ta, không có. Đây là chắc chắn chúng ta đã hiểu. Và ra đi thì nó là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, không ai mang theo được cái gì cả. Đến như thế nào, ra đi như thế đó, chỉ mang theo là cái hành động thiện ác thôi, cái hành động chúng ta làm thôi. Và rồi thì thế giới này nó thiếu thốn, nó khát khao nô lệ cho tham ái, thì chắc chắn chúng ta biết cái lòng tham của con người mà bất cứ như thế nào cũng vậy, thì nó cũng sẽ đi tới đó, nó cũng sẽ đi đến cái tình huống đó, cái kết quả đó. Đây là giá trị thật. Và chúng ta luôn luôn chúng sinh nô lệ, tức là chúng ta bị cái tham ái nó chi phối, cho nên chúng ta sanh tử đau khổ nhiều đời nhiều kiếp.
thì Phật dạy các pháp nó vô thường, hữu vi pháp, sabbe sankhara anicca, tất cả pháp vô thường, sabbe sankhara dukkha, tất cả pháp, cái gì nó vô thường, cái đó nó khổ não, nó gây đến cái sự khổ não, cái sự bất tội nguyện không có vừa lòng, hay là nói chung tất cả những gì mà xung quanh chúng ta, thân xác chúng ta đây rồi nó cũng sẽ như thế, nó phải bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não do bệnh, hay là chúng ta thấy hoàn cảnh cuộc đời thì cái cảnh đó nó không bị đau khổ, nhưng tâm của chúng ta cái sự vô thường, cái sự khổ não đây chính nói về tâm thức của chúng ta nó bị đau đớn, và thân xác này nó cũng thân khổ và tâm khổ, và cuối cùng thì các pháp nó vô ngã. Đây là chắc chắn trong cuộc đời này quý vị nhớ rằng là thì sabbe dhamma anatta, tất cả pháp nó vô ngã, cho nên tuy bốn nhưng được sự thật nó đã nằm trọn trong cái ba này của chúng ta phân tích. Vô sở hữu mà đã đi bỏ tất cả thì nó tính vô ngã của nó là thế, chúng ta cũng mang theo, chúng ta giữ gìn thì nhỉ, và đó chính là cái giá trị của vô ngã. Còn cái tính của chúng sinh, thế giới nó thiếu thốn, thế giới khát khao nô lệ cho tham ái, thì đây chính là cái chủng tử của tất cả chúng sinh. Thì trong cái pháp hữu vi này nó làm đau đớn, nó làm đau khổ, chúng ta bị nô lệ, chúng ta bị chi phối bởi các pháp, bởi các pháp hữu vi. Ngày nào mà nếu như chúng ta chứng đắc thánh đạo thánh quả rồi thì chúng ta mới có thể hiểu, mới có thể thoát qua được cái chỗ này, là chúng ta không bị tham ái chi phối. Còn nếu như vì cái sự tham ái chi phối đó cho nên nó mới đưa đến cái sự thiếu thốn, đưa đến cái sự khát khao, đưa đến cái sự nô lệ cho tham ái, đây là chúng ta nhớ như vậy. Bây giờ chúng ta mất đi cái tình cảm thì chúng ta mong có tình cảm, mất đi tiền bạc thì mong có tình cảm, ta mong có tiền bạc, mất đi danh vọng thì tìm cái danh vọng khác, mất đi cái mạng sống này cũng muốn có một cái mạng sống khác, thì nó thiếu thốn, nó thiếu thốn tất cả, ngay cả thiếu thốn cái gì, cái sự sống này mà chúng ta sợ chết, thiếu thốn cái cảm giác lạc cho nên đi tìm cảm giác lạc, tránh cái cảm giác khổ. Đời của chúng sinh mãi lăn trôi sinh là như thế, chứ chúng ta không bao giờ chúng ta cái hệ lụy của tam tướng này, cái hệ lụy của giá trị cuộc đời mà tôn giả Arathapala đã trình bày lên. Chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy bây giờ chính vì cái sự vô thường, chính vì cái sự khổ não, chính vì cái sự ra đi bỏ tất cả, nếu như chúng ta hiểu biết được thế giới là vô sở hữu, chúng ta biết được thế giới nó vô thường, thế giới nó vô hậu vô chủ, chúng ta hiểu được cái tính của nó đó, thì chúng ta mới đi ngược lại, tức là chúng ta không có bị nô lệ cái tham ái, tức chúng ta đã thành tựu các pháp thượng nhân, chúng ta thành tựu cái thánh đạo thánh quả rồi. Còn nếu như mà các pháp hữu vi nó còn liên hệ, nó còn chi phối mà tâm này bị dao động, tâm này bị buồn khổ, tâm này còn ước muốn, thì tâm này đã nô lệ cho các pháp hữu vi đó rồi. Thì các pháp hữu vi nó tượng trưng lên bằng ba cái tướng này, rồi bốn cái pháp mà Ratthapala nghe nói thì cũng nằm chung ở trong ba pháp này đấy. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, đây chính là cái sự trình bày của chính con là vậy. Nếu có đi về cũng tốt, xin kính cung thưa thượng tọa, Nam Mô Phật Thầy á. Sa thú kính chân thượng tọa Tuệ Quyền. Thưa quý vị, trước khi bước qua cuộc thảo luận số 3 thì chúng tôi cũng xin tóm tắt lại để chúng ta thấy rõ hơn trong bốn điều thông giả Ratthapala vừa đề cập đó, thì thực ra nó cũng giống như là ba pháp mà Đức Phật thường dạy, gọi là tam tướng phổ thông hay là tam tướng phổ cập, những pháp mà nó có mặt ở trên thế gian này. Trước nhất là pháp đầu tiên là thế giới vô thường, điên hủy diệt. Điều đó nó nằm ở trong chữ vô thường thì chúng ta biết rồi. Thế giới là vô hộ, vô chủ, tức là không có ai có thể làm chủ được thế giới này. Mỗi thế giới này nó có nhiều
thành tố, và mỗi một cái thành tố nó có cái tự tánh riêng, không ai làm chủ được hết. Ví dụ như là mình có một gia đình, mình nói gia đình của mình, nhưng mà rồi vợ chồng con cái thân bằng quyến thuộc lại có cái cuộc sống riêng. Do cuộc sống riêng đó thì mỗi người đi về một hướng mà mình không làm chủ được hết, thì cái đó nó nói lên cái lý vô ngã của cuộc sống. Lý vô ngã, tại điều thứ nhất là vô thường, điều thứ hai là nằm ở trong cái lý gọi là vô ngã, và điều thứ tư, chúng ta khoan nói điều thứ ba, chúng ta nói điều thứ tư đó, đó là thế giới là thiếu thốn, khao khát nô lệ cho tham ái, cái đó gọi là khổ, khổ đạo. Khi mà chúng ta nghe nói chữ khổ này thì chúng ta nghe hơi khó hiểu, ủa tại sao thiếu thốn nô lệ cho tham ái mà là khổ? Thì thứ vì cái chữ đúc khá trong đạo Phật á, thường là chúng ta gọi là khổ não, nhưng mà kỳ thật nó là sự bất toàn và bất toại. Bất toàn là nó không có hoàn hảo, và bất toại đó có nghĩa là không bao giờ thỏa mãn. Do đó người Tây phương, người Anh họ thường dịch cái chữ đúc khá là unsatisfaction. Unsatisfaction hay là tức là không có thỏa mãn, không thỏa mãn là bất toại. Cái chữ đúc khá có nghĩa là rỗng không, khó chịu đựng, khiếm khuyết, và bất toại là không có thỏa mãn. Thì cái không thỏa mãn đó nó có hai cái phương diện: thỏa mãn khách quan và thỏa mãn chủ quan. Thỏa mãn khách quan là ví dụ như mình bỏ tiền ra mua cái iPhone 12, nó rất tốt á, nhưng mà nó cũng có những khuyết điểm của nó. Mua chiếc xe rất tốt, có khuyết điểm của nó. Mua cái nhà rất tốt, có khuyết điểm của nó. Thậm chí mình kết hôn với một người bạn đời mà mình nghĩ là hoàn hảo, nhưng vài bữa rồi nó cũng có khuyết điểm. Là cái đó gọi là không có hoàn hảo, gọi là bất toàn. Bất toàn đó là cái khiếm khuyết mang tính cách là khách quan, cái cảnh nó bên ngoài. Nhưng mà bất toại đó nó mang tính cách là chủ quan, tức là cái tâm của con người mình đó nó không bao giờ thỏa mãn. Nó không bao giờ thỏa mãn được hết. Đức Phật này nói rằng dù có mưa bạc mưa vàng thì cũng không khiến lòng tham thỏa mãn được. Nó giống như là mình bị ngứa mà mình gãi hoài nó không đã ngứa. Không có nghĩa là mình gãi rồi đã ngứa đâu. Gãi nó có đã ngứa nhất thời nhưng nó không hết ngứa. Mình ăn mặn mà khát nước thì ăn mặn khát nước thì mình uống nước uống no bụng. Không biết quý vị có khi nào bị cái đó không, uống no bụng mà nó cũng không hết khát. Tại vì cái khát đó là bản chất. Thì mỗi chúng ta có cái chứng bệnh gọi là bệnh tanh tha. Bệnh tanh tha là có bao nhiêu cũng là đủ hết. Mình nghĩ rằng bây giờ giả sử như mình có giấy tờ đi Mỹ là hạnh phúc rồi, không cần gì nữa. Có giấy tờ đi Mỹ rồi mình mong qua bên Mỹ lập nghiệp được, bố tịch được, có nhà, có xe. Nhưng mà những người mà bố tịch rồi có nhà xe cũng hạnh phúc được. Họ nghĩ đến chuyện khác và chuyện khác và chuyện khác. Chúng ta luôn luôn muốn thêm và không giờ muốn đủ. Cái đó Đức Phật gọi là tanh ha hay là khát ái. Khát ái có nghĩa là luôn luôn khao khát và luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, luôn luôn cảm thấy không đủ. Cái đó chúng ta gọi là không có toại nguyện, bất toại. Thì như vậy cái chữ đúc khá đó nó bao gồm hai cái phương diện. Trên phương diện khách quan á, nó là không hoàn hảo, là bất toàn. Nhưng mà trên phương diện chủ quan á, nó là bất toại, nghĩa là nó không vừa thỏa mãn. Thật ra cái câu thứ tư mà người nói là thế giới là thiếu thốn, khao khát nô lệ tham ái đó, là chỉ cho cái gọi là đúc khá và là khổ não. Thì như vậy chúng ta thấy là bốn pháp mà ngài đưa ra thì cái pháp thứ nhất là vô thường, pháp thứ hai chỉ cho khổ vô ngã, và pháp thứ tư chỉ cho khổ não. Cái trật tự nó hơi khác chút xíu. Nhưng mà rồi riêng về cái pháp thứ ba thì sao? Thế giới là vô sở hữu, ra đi là bỏ tất cả. Chúng tôi xin lỗi quý vị là ở trong kinh đó để chữ cần, nhưng mà chữ cần nó không có đúng ở đây. Mình không có gì cần hay không cần hết. Thế giới là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Thì cái chữ quý vị chờ chúng tôi làm lại cái này chút xíu. Thế giới là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Thì cái chữ mà thế giới là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, mới nghe thường thì nó giống như là
là vô ngã, là không ai làm chủ hết. Nhưng mà ở trong đó nó nói lên chuyện vô thường và khổ nữa. Đây là vấn đề, đây là vấn đề của hành trình của cuộc sống. Hành trình cuộc sống tức là nó giống như là mình đắp cái tòa lâu đài cát về bãi biển, công giả trang. Mình bỏ công ra, mình làm rất nhiều, rất đẹp, nhưng mình không mang cái lâu đài cát về nhà được. Một khi mình đứng dậy rời bãi cát ra đi, một khi thủy triều lên thì tất cả nó cát nó trở về cát rồi. Và cuộc sống này cũng vậy. Chúng ta từ đâu đến trái đất này, chợt lạc lõng như loài trùng hoang thiếu cánh, bươi móc kiếm ăn niềm vinh nỗi nhục, thủ đắc một đời bông bỡ ngàn mây. Đời sống của chúng ta là như vậy. Khi mà mình đến với cõi đời này, mình quơ quào, mình tranh đấu, mình tự thị, tự hào, mình nghĩ mình có cái này, có kia. Thật ra khi mình nằm xuống, nó không có gì hết. Ở trong cuộc đời của chúng ta đó, nếu mà chúng ta nghĩ cho kỹ, chúng ta sống ở trong cái mùa Covid này, thưa quý vị, có rất nhiều người gần có, xa có, thân có, ít thân có, những người bình thường có, những người có quyền cao chức trọng có, những người chết vì Covid có, và những người chết không phải vì Covid có. Nhưng mỗi cái chết đến, nó đều cho chúng ta thấy một điều rằng, khi cái chết đến thì tất cả giống nhau, dù bị Covid hay không bị Covid. Khi chết đến thì chúng ta giống nhau, dù là người có địa vị cao trọng hay là không có địa vị cao trọng. Ở trong một cách giao hai ngày, chúng tôi nghe nói có một vị hòa thượng, hòa thượng Giác Lượng là pháp chủ của Giáo hội Tăng Nhật Khất Sĩ trên thế giới. Rồi có một vị thầy khác quen với chúng tôi cũng mất. Thì thưa quý vị, dù là một vị hòa thượng nổi tiếng hay là một vị tăng sĩ bình thường, thì chết đi bỏ tất cả thôi. Bỏ tất cả. Bây giờ đối với các vị đó, đó, thật ra những cái gì mà có được trên trần gian này, mặc dù người ta nói là làm thân nam tử trong trời đất phải có danh gì với núi sông, nghe nó hay như vậy. Nhưng khi chúng ta ra đi rồi thì nó không có gì hết. Thì như vậy đó, cái chuyện là thế giới là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả đó, nó nói lên cho chúng ta một ý nghĩa là một khi mà đã có sự luân chuyển, mà chắc chắn chúng ta sẽ luân chuyển, đời sống là một sự chuyển dịch. Và khi mà đã có sự luân chuyển rồi đó, thì tất cả những gì mà chúng ta cố gắng quơ quào, thủ đắc, tự hào, tự thị ngày hôm nay đều là vô nghĩa hết. Chúng tôi có quen với một gia đình, mà gia đình đó, đó đã có 4 lần ở trong cuộc đời là một cuộc thiên di lớn. Đầu tiên là từ là ở ngoài miền Bắc, thưa quý vị, ở miền Bắc, ở Hà Nội xây dựng sự nghiệp xong rồi, những năm tiêu thụ kháng chiến lại bỏ hết nhà cửa, đi đánh ở trong vùng sâu, khi trở về là nhà cửa bị cháy hết, rồi phải làm lại cuộc đời. Lại cuộc đời không bao lâu, tới năm 1954 thì lại theo cái làn sóng của người Bắc vào trong miền Nam, thì cũng làm lại cuộc đời. Rồi từ miền Nam, rồi tới năm 1977 bỏ hết rồi vượt biên qua bên Mỹ cũng làm lại cuộc đời. Thì có khi chúng tôi nói với ông cụ ở chúng tôi hay kêu cụ giáo, tại ngày xưa không biết sao kêu ông cụ giáo. Thì ông cụ ngồi, ông cụ kể chuyện những lần mà trắng tay, đúng nghĩa trắng tay là làm lại cuộc đời. Thì chưa nghe ông cụ kể, nào là khi mà ra đi chỉ còn một ít tiền ở trong túi, một ít tiền thôi. Mà lúc mà đến cái trại tị nạn Ga Lăng ở bên Indonesia đó, thì không còn một đồng bạc nào dính tay. Người ta nói rằng mình lên trên bờ đó là mình có là chỉ có một là penniless, tức là không có một đồng tiền nào hết. Thì đúng là khi ông cụ bao nhiêu năm vật vã từ miền tỉnh ra quê lên tỉnh, từ Bắc vào Nam, từ miền Nam ra nước ngoài, đến trại tị nạn không có một đồng bạc nào trên tay hết. Rồi qua bên Mỹ tiếp tục làm lại cuộc đời. Thì thật ra chúng tôi rất là cảm thấy thú vị khi ngồi nghe tâm trạng của những người mà phải bắt đầu làm lại bằng tay trắng, thì nó giống như cuộc trầm luân của chúng ta. Chúng ta đến với cuộc đời này, nào là thu gom, nào là tạo dựng, nào là chúng ta bòn từng chút một, chúng ta chắc chiêu từng chút một để xây dựng. Rồi cũng rất nhiều người khi nằm xuống,
Dạ, nằm xuống. Không biết là nằm xuống rồi, cái gọi là danh tiếng, là sự nghiệp, là tiền bạc, để làm cái gì? Chứ tôi nghe có một người chết đi, rồi để lại một cái tài sản cả triệu đồng cho người vợ của mình. Rồi người vợ đó, 3-4 tháng sau, người ta bắt gặp đi Las Vegas, đi đánh bài với một dân tình. Mình nghe câu chuyện đó, mình phải nghĩ là chuyện đó đúng hay sai. Nhưng mà nghĩ đến một người đã tạo một cái khối tài sản, rồi nghĩ rằng mình ra đi, mình yên tâm để lại cho người vợ. Nhưng thật ra mình không làm chủ được những gì. Không làm chủ được cái gì hết. Không làm chủ được cái gì hết. Vì vậy khi mà tôn giả Rathapala ngày đề cập đến bốn pháp này đó, thì cái pháp thứ nhất là thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Là tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, dù đẹp, dù xấu, dù thô, dù tế, dù thế này thế kia, tất cả đều sẽ đi đến chỗ thay đổi hủy diệt. Thế giới là vô hộ, vô chủ. Dạ. Cho dù là chúng ta có rất nhiều tiền bạc, rất nhiều quyền hành như quyền, nhưng mà rồi một khi chúng ta bệnh thì sao? Một khi cái nghiệp trổ thì sao? Chúng ta phải đi theo cái nghiệp của mình. Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho thoải mái. Dạ. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng có một cái đích điểm nào đó, có một gì đó làm cho chúng ta thỏa mãn cuộc sống. Tại cuộc sống nó vốn có hai điều mà nó không thể thỏa mãn được. Trên phương diện khách quan ấy, thì không có cái gì là hoàn hảo trong cuộc đời này. Nó hoàn hảo thì luôn luôn nó có vấn đề làm cho chúng ta phải muốn thêm nữa. Và trên phương diện chủ quan ấy, cái sự khao khát, khát ái nó là cái bệnh của chúng ta. Chúng ta có một thì muốn 10, có 10 thì muốn 100. Không bao giờ mà chúng ta nghĩ rằng mình làm cái gì mình thỏa mãn. Và nếu mình tin rằng tôi đạt đến điều đó, tôi sẽ thỏa mãn, tôi cưới được người đó là người bạn đời, tôi sẽ thỏa mãn hoàn toàn. Tôi trúng số 100 triệu Mỹ Kim, tôi sẽ thỏa mãn hoàn toàn. Tôi được lên địa vị này, địa vị kia, tôi sẽ thỏa mãn hoàn toàn. Là chúng ta thực sự ngây thơ. Bởi vì không có cái gì ở trong cuộc sống làm cho chúng ta thỏa mãn được hết. Thành ra cái đó gọi là khổ. Khổ là bởi vì nó cứ cho chúng ta cảm giác thiếu thốn hoài. Cũng giống như là người ta nói người ta rất nghèo, dù rừng tiền biển bạc, có bao nhiêu tiền bạc cũng cảm thấy nghèo, cảm thấy muốn thêm, cảm thấy thiếu. Thì như vậy cái điểm đầu tiên đó là nói vô thường, điểm thứ hai nói về vô ngã, và điểm thứ tư nói về khổ não. Còn điểm thứ ba, thế giới là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, đó là một cái trình tự của luân hồi sinh tử. Và trong cái sự trình tự đó, nó thể hiện vô thường, khổ, vô ngã, nó thể hiện một cách trọn vẹn. Ra đi có nghĩa là từ điểm này sang điểm khác, đó là vô thường. Vô sở hữu là nói về vô ngã, mà phải bỏ tất cả thì thưa vị, đúng là cái khổ rồi. Thì cái vô thường, khổ, vô ngã nó nằm ở trong câu thứ ba. Thì thưa quý vị, bốn câu này có thể là bốn câu thần chú để khóa giải tất cả những cái nghiệt ngã, những cái sôi động, những cái xào xáo. Ngày hôm nay thưa quý vị, trong cộng đồng người Việt ở tại Mỹ đó, đang rơi vào trong cái tình trạng đó là người ta phân hóa, kẻ thì theo bên này, người theo bên kia. Sự phân hóa đó không phải chỉ trong cộng đồng, mà ở trong các gia đình, ở trong các chùa chiền, trong nhà thờ, trong mọi nơi. Và người ta có thể coi nhau giống như người ta có thể coi nhau. Ví dụ như là người này không hiểu bên kia. Tại sao người kia lại mang cái quan niệm mà ngu sụn vậy? Tại sao mang quan niệm cuồng tín như vậy? Rồi người bên kia nghĩ bên này, tại sao cái chuyện như vậy mà lại không theo cái hộ? Và người ta nhìn với nhau bằng một cái con mắt có thể nói rằng đối chọi mà chưa từng có xảy ra. Thì nếu mà chúng ta đọc lại bốn câu này, đọc lại bốn câu này đi. Thế giới là vô thường, biến vô hủy diệt. Ở trên thế gian này, dù tốt, dù xấu, dù hay, dù dở, dù tránh, dù tà, rồi tất cả chỉ là một cơn gió thoảng. Tất cả rồi sẽ đi qua. Chúng ta phải biết, phải nhắc là tất cả sẽ đi qua. Và rồi thế giới là vô hộ, vô chủ. Có nhiều khi mình nói giống như là mình coi trời bằng vung. Mình nói có nhiều khi là mình là có một người nào đó kiệt xuất sẽ nắm được thế giới này. Chúng ta rất là dại dột. Không ai nắm được thế giới này hết.
chúng ta thấy rằng COVID xuất hiện đó là người bó tay. Chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống này bảo rằng có ai đó mà làm chủ hết, đó là sự ngông cuồng. Không ai làm chủ thế giới này. Cái sự thật đó là như vậy, mà những người muốn làm chủ thế giới này, và ai mà muốn làm chủ thế giới này, đó là ông đổ rất là bệnh hoạn. Chúng tôi nói như vậy nghe thì rất là nặng, nghe rất không phải. Nhưng mà thứ thì một cái người tỉnh táo, một người thiện trí không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm chủ thế giới này, dù là mình là thượng đế gì nữa. Tại vì sao? Cuộc sống nó có bản chất riêng, nó có tự tánh riêng. Mỗi một thứ nó có tự tánh riêng. Mà mình bảo rằng mình chủ hết là mình chết. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi làm trụ trì trong một ngôi chùa. Mình nghĩ rằng mình là nhà sư, mình làm trụ trì thì tất cả mọi người Phật tử phải nghe theo mình, phải thế này kia. Nghĩ như vậy mình khổ. Tại vì sao vậy? Phật tử họ đi chùa đâu phải là họ là một bậc sở hữu của một vị trụ trì. Phật tử đi chùa đâu phải là họ thuộc về vị của chùa đó. Thì bây giờ ngôi chùa là sao? Là chỗ đến đi của Phật tử thập phương. Người thích thì đến, không thích thì đi. Và nếu mà mình nghĩ rằng mình phải làm chủ một ngôi chùa đó, đó là một sự nông nổi. Không giống như mình nói là mình chủ cái thân này, nhưng mà nay bệnh mai đau mà làm chủ cái gì. Thành ra chúng ta chỉ thấy, chỉ có một điều như vậy là đúng là thế giới là vô hộ vô chủ. Thế giới là vô sở hữu, ra đi phải bỏ tất cả. Nếu mà mình hiểu câu thế giới là vô chủ, ra đi bỏ tất cả đó, vô sở hữu ra đi bỏ tất cả, chúng ta sẽ không có quá nặng lòng. Chúng ta không có chết sống, chúng ta không phải điên cuồng, ngày nào cũng sách cờ trướng ra hô hào, phải thế này, phải thế kia. Tại vì sao vậy? Tại vì thật ra nó vô nghĩa lắm. Mà cái vô nghĩa nhất là cái sự hận thù chất nứt, chồng chất, cái sự cay đắng tận cùng mà không có, không thể nào gỡ được. Ta nói trời nhà nhà đó, thì thật sự rất là tội nghiệp cho chúng ta. Và chúng ta nên nhớ có một điều Đức Phật dạy rằng thế giới này là thiếu thốn, khao khát, tha mãi. Chúng ta luôn luôn có một sự khao khát, và sự khao khát đó không bao giờ thỏa mãn. Và nếu tin rằng mình sẽ đi tìm một cái phương trời nào đó, mình sống với một ai đó, mình trúng số giải động đất nào đó, mà mình sẽ thỏa mãn tất cả, thật ra không có như vậy. Ở trên đời này không thiếu gì những người giàu, không thiếu gì những người thành công, không thiếu gì những người mà đẹp, mà được bao nhiêu cái diễm phúc. Nhưng mà nếu chúng ta biết kỹ, không ai trong họ được thỏa mãn hết. Cho đến khi nào mình, bởi vì cái tanh hai, cái khác ái nó là một chứng bệnh, một chứng bệnh muôn thuở của kiếp nhân sinh. Dạ, chúng ta có cái này muốn cái kia. Cho đến khi nào mình tu tập tạm thời đó, thì trong lòng mình là một suối nguồn an lạc, gọi là có một thứ hỷ lạc do ly dục sanh, rồi có một thứ hỷ lạc do định sanh, rồi chúng ta có một thứ xả niệm thanh tịnh, rồi xả niệm lạc trú, xả niệm thanh tịnh, thì tương đối là ở trong lòng mình có yên ổn một chút. Nhưng khi nào mà mình đạt đến cái tuệ giác mà thấu triệt được vô thường khổ vô ngã, thì chúng ta mới vượt thoát thôi. Thật ra là đối với tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta, những điều mà Ngài rất thấp bái lá, Ngài nói bốn điều không có khác gì với ba cái pháp vô thường khổ não vô ngã mà Đức Phật dạy hết. Tuy nhiên Ngài nói bằng một cái ngôn ngữ rất gần gũi, rất dễ hiểu trong cách nói đời sống hàng ngày. Bởi vì Ngài nói cho một vị vua, Ngài nói vô thường khổ vô ngã thì Ngài giải thích rất là dài. Và Ngài đã dùng điều này Ngài giải thích nên chi? Chúng ta lắng nghe, chúng ta suy nghiệm. Và biết đâu ở trong những điều này có những điều làm chúng ta thấm thía. Sự thấm thía lớn nhất là chúng ta thể cởi bỏ đi những hận thù, xua đi những cái bực bội muộn phiền trong cuộc sống. Cái đặc biệt trong kinh Phật là Đức Phật dạy rằng chúng ta đừng sợ sự thật, hãy hiểu sự thật thì trong lòng là an tịnh. Chúng ta không tin điều đó đâu. Chúng ta nghĩ rằng càng thấy về những điều này thì chúng ta càng lo âu, chúng ta càng cảm thấy buồn nản. Không phải. Chúng ta phải tin rằng, chúng ta hãy mở mắt nhìn vào sự thật. Đức Phật dạy sự thật vậy có đúng không? Bốn điều này có đúng như vậy không? Và nếu hiểu đúng như vậy đó, thì những điều đó nó có khiến cho chúng ta vơi đi những cái quan trái, những phiền não, những cái khát vọng, những cái cuồng vọng, những cái cố chấp được không? Chúng ta phải thấy. Và một ngày nào đó chúng ta là người con Phật phải tin rằng càng liễu ngộ sự thật thì
chúng ta cần bớt đi những sự cột rối, bớt đi những cột rối, tâm của chúng ta càng thanh thản, và ở đích điểm sau cùng chúng ta được giải thoát. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chuyên dư tu đức được vào Room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con tịnh hạnh thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ops đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cùng giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính mời Sếp Nhật Quỳnh mở nhạc, mở kinh tụng và đóng Room dùm vô tình hạnh này. Dạ, kính cảm ơn Sếp.